Rạng sáng ngày 24 tháng 3, tuyển Đức đã đánh bại Pháp 2-0 ở trận giao hữu chuẩn bị cho vòng chung kết Euro 2024. Điểm nhấn trong chiến thắng của tuyển Đức là đẳng cấp của nhạc trưởng Toni Kroos, mảnh ghép Mathias Marstram còn thiếu. Không thể tin được, với trái bóng trong chân, tất cả chúng ta đều biết Kroos là cầu thủ phi thường. Điều đó còn đến từ cách cậu ấy tham gia vào những pha tranh chấp tay đôi. Ở những khu vực mà Kroos không chơi tốt trước đây, giờ cậu ấy hoạt động rất hiệu quả. Huấn luyện viên tuyển Đức Julian Nagelsmann nhận xét về màn trình diễn của Kroos sau trận đấu. Lời ca ngợi Kroos của vị huấn luyện viên trẻ này có thể khiến nhiều người cảm thấy hơi quá lời. Nhưng khi nhìn vào những số liệu thống kê, nhận xét của cựu tuyển trưởng Bayern Munich là hoàn toàn có lý. Tất cả những phẩm chất tốt nhất đã làm nên thương hiệu của Kroos ở Real Madrid như khả năng chuyền bóng, sự điềm tĩnh, giữ nhịp độ trận đấu đều được anh thể hiện một cách rõ nét trước tuyển Pháp. Đừng quên rằng tuyển Pháp đang sở hữu hàng tiền vệ mạnh bậc nhất thế giới với những tài năng như Tchouaméni, Camavinga hay những cái tên kinh nghiệm như Rabiot. Lão tướng 34 tuổi đã bóp nghẹt đối thủ bên kia chiến tuyến. Kroos có tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 95%, một kiến tạo thành bàn, 8 lần chiến thắng ở các pha tranh chấp tay đôi, 3 cú tắc bóng, 1 lần phá bóng giải nguy trong 89 phút có mặt trên sân. Với 143 lần chạm bóng, Kroos là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất của tuyển Đức. SofaScore.Kroos điểm số cao nhất trong số các cầu thủ có mặt trên sân là 8,4 điểm. Sau khi bị loại bởi tuyển Anh ở vòng 16 đội Euro 2020, Kroos đã tuyên bố chia tay tuyển Đức. Thời điểm đó, người ta đã không đánh giá đúng và đầy đủ vai trò của Kroos ở tuyển Đức. Sau đó, tuyển Đức bước vào giai đoạn cực kỳ khó khăn mà thất bại ở World Cup 2022 là đỉnh điểm. Nhiều người vẫn tin rằng sự sa sút đáng kinh ngạc của Cố Xe Tăng là lỗi ở huấn luyện viên cũng như là bộ sậu Liên đoàn bóng đá Đức. Điều đó không thể chối cãi, nhưng cũng chỉ là một phần. Điều khiến cho tuyển Đức sa sút thực tế là họ không có một nhạc trưởng như Toni Kroos, một người có thể cầm trịch trận đấu. Ai cũng hiểu rằng sở hữu tiền vệ đẳng cấp có khả năng tổ chức lối chơi lên tới tầm nhạc trưởng kiểu như Kroos là điều mà các huấn luyện viên luôn mơ ước. Bởi khi đó, các nhà cầm quân chơi theo chiến thuật nào, bố trí nhân sự ra sao cũng đều rất dễ dàng. Thời điểm Kroos tuyên bố giải nghệ, các vị thuyền trưởng của đội tuyển Đức đã loay hoay tìm kiếm nhân sự thay thế ảnh. Nhưng không cầu thủ nào thực sự có tầm để trở thành nhạc trưởng mới của tuyển Đức. Chính vì vậy, Cố Xe Tăng đã trải qua giai đoạn thực sự khó khăn với phong độ phập phù chưa từng thấy. Họ chơi thứ bóng đá thiếu điểm nhấn, nhạt nhòa một cách khó hiểu. Khi Toni Kroos tuyên bố trở lại khoác áo tuyển Đức, các cổ động viên cũng bán tín bán nghi bởi tiền vệ Real Madrid đã 34 tuổi. Tuyển Đức liệu có cần và có chỗ cho một cầu thủ già cỗi như Kroos? Nhưng màn trình diễn của anh ở trận đấu với tuyển Pháp đã nói lên tất cả. Kroos chính xác là những gì mà tuyển Đức đang thiếu. Thật may mắn cho Nagelsmann khi Kroos quay trở lại và giải quyết vấn đề của Didier Marstram, điều mà những người tiền nhiệm của ông cầu cũng chẳng được. Với Kroos, giờ đây, nhà cầm quân trẻ tuổi Nagelsmann có đủ cơ sở và sự tự tin để giúp cho tuyển Đức trở lại đẳng cấp vốn có ở Euro 2024 trên sân nhà. Vậy hãy cùng đi sâu hơn để nói xem Kroos sẽ thực sự mang lại điều gì nhé. Ông chủ tuyến giữa. Với bình quân 99 đường chuyền mỗi 90 phút cùng tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi 63% ở La Liga, đây chính là những thông số tốt nhất trong sự nghiệp của Kroos. 25,6% trong tổng số các đường chuyền Kroos thực hiện tại Champions League 2023-2024 là những đường chuyền xuyên tuyến thành công, tỷ lệ cao hơn bất kỳ cầu thủ nào. Thật khó để nói mùa nào Kroos hay nhất, bởi vì mùa hiện tại luôn là mùa đỉnh nhất của cậu ấy. Chỉ cần nhìn vào số liệu thống kê là đủ. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti của Real Madrid đã nói như thế trong cuộc họp báo vào giữa tháng 2. Như chúng ta đều biết, ở Real hay bất kỳ ở đâu thì Kroos luôn cực kỳ quan trọng ở khu vực giữa sân, khi anh đảm đương nhiệm vụ điều tiết trận đấu cũng như kiểm soát được nhịp chơi bóng chung của đội. Vai trò của tiền vệ người Đức như chúng ta biết là cực kỳ quan trọng với đội bóng của anh. Ở Real Madrid, thật khó để tìm ra một người đủ khả năng cán đáng điều này thay cho lão tướng ngoài 30 tuổi. Bởi anh có một phong thái thi đấu rất riêng, mà chỉ có bản thân anh mới toát ra được khi chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm mà thôi. Điểm mạnh của Kroos khi quay trở lại phục vụ cho đội tuyển Đức chính là sự điềm tĩnh của một ông chủ tuyến giữa. Một người kiểm soát tốt được nhịp chơi bóng cho đội tuyển, đây là thứ mà các tiền vệ khác của Đức như Kimmich hay Gundogan lại không thể làm một cách hoàn hảo giống như những gì mà tiền vệ của Real Madrid làm được. Nhìn cái cách mà anh điềm tĩnh xử lý quả bóng trước việc đội tuyển Pháp gây áp lực, đủ để thấy tiền vệ này tự tin với quả bóng trong chân ra sao. Đó là thứ làm nên sự khác biệt của anh so với những cầu thủ khác khi chơi ở khu vực trung tuyến, nơi đòi hỏi không chỉ kỹ năng mà còn là sự nhạy bén không gian cũng như sự tự tin với phong thái chơi bóng của mình nữa.
có Kroos trở lại đội hình, tuyến giữa của đội tuyển Đức đã lực hơn rất nhiều trong kỳ Euro này. Một ông chủ hoàn hảo ở khu vực trung tuyến mà đối phương sẽ phải khiếp sợ với những đường truyền của anh tạo ra. Cứ nhìn bàn thắng của Wade trước Pháp là chúng ta hiểu điều này mà thôi. Đem lại sự tự tin cho toàn đội. Đội tuyển Đức đã thất bại ở World Cup 2022 với một tâm lý nặng chiếu. Họ thi đấu như thể thiếu đi một nguồn cảm hứng chơi bóng để rồi bị loại ngay từ vòng bảng theo kịch bản khó lường nhất. Đó là khi người ta cảm nhận được rằng những cỗ xe tăng đã không còn sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ như trong thời quá khứ nữa, mà chỉ còn là sự nhụt chí mà thôi. Đội trưởng của họ là Gundogan không thể truyền lửa cho đồng đội. Với những gì cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ làm được cũng khó mà để đồng đội có thể nghe theo anh. Nhưng giờ đây có thể sẽ khác. Khi Toni Kroos quay trở lại màu áo đội tuyển quốc gia, mọi thứ sẽ được thay đổi. Tiền vệ Real Madrid là người có DNA của nhà vô địch cực kỳ lớn mà chúng ta đều hiểu. Trong sự nghiệp của anh, chỉ thiếu duy nhất chiếc cúp bạc Euro mà thôi. Đây cũng có thể là lý do để cho anh tám nghiệp quyết định quay trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia trong thời gian này. Toni Kroos như một tấm gương cho các người đàn em noi theo trên đội tuyển quốc gia. Đó là sự chuyên nghiệp của một cầu thủ đẳng cấp thế giới, chơi bóng với sự tự tin và phong thái ngút trời. Không những vậy, Kroos cũng không bao giờ bỏ cuộc, dù là trong hoàn cảnh khó khăn nhất đi chăng nữa, thì cầu thủ của Real Madrid vẫn không ngừng cố gắng chiến đấu, động viên đồng đội tiến về phía trước. Có Kroos, đội tuyển Đức lại có thêm một ngọn lửa truyền cảm hứng cho những cái tên trẻ trong màu áo đội tuyển quốc gia. Kroos cùng Müller lẫn Neuer như những cận vệ già trước những tài năng của đội tuyển, đốc thúc họ cùng nhau tiến về phía trước. Đó rõ ràng là thứ mà cổ động viên của những cỗ xe tăng muốn thấy nhất trong giải đấu sắp tới, khi họ được thi đấu trên sân nhà và rõ ràng không muốn phải rời giải đấu sớm chút nào. Với Toni Kroos, DNA chảy trong người anh sẽ không cho phép anh đánh mất đi niềm kiêu hãnh trong kỳ Euro có thể được coi là cuối cùng tới. Tiền vệ này chắc chắn sẽ chiến đấu đến cùng, cùng những đồng đội của mình tạo nên những gì đẹp nhất trên mảnh đất của đội tuyển nước nhà. Và họ sẽ cùng muốn đưa cỗ xe tăng bay cao một lần nữa trên đỉnh châu Âu để có thể dõng dạc khẳng định rằng vị thế của đội tuyển Đức không hề mất đi. Hơn ai hết, Kroos nhận thức được rằng anh sẽ phải đối mặt với những rủi ro nhất định trong lần trở lại này, đặc biệt là sau những thất bại liên tiếp cùng Real Madrid ở các vòng chung kết lớn gần đây. Tôi đã dành đủ thời gian để suy nghĩ thấu đáo về mọi thứ và cuối cùng đi đến kết luận rằng tôi sẽ được nhiều hơn mất. Kể cả trong trường hợp xấu nhất thì điều quan trọng là tôi có được cơ hội để có thể làm điều gì đó cho đội tuyển. Cùng chờ xem chàng trai với nhiều hoài bão ấy quyết định quay trở lại sẽ làm được gì cùng đội tuyển Đức nhé.